Biên tập viên đình đám Hoài Anh gây thương nhớ với nhan sắc thu hút như gái đôi mươi. Được mệnh danh là người đẹp không tuổi, biên tập viên Hoài Anh tiếp tục khiến fan ngỡ ngàng bởi nhan sắc trẻ trung xinh đẹp dù đã bước sang tuổi tứ tuần. Biên tập viên Hoài Anh có lẽ không còn là cái tên xa lạ với bạn xem đài cả nước. Chính thức tham gia vào đội ngũ biên tập viên dẫn chương trình thời sự năm 2008. Đến nay Hoài Anh trở thành một trong những gương mặt được nhiều khán giả ở các độ tuổi khác nhau yêu quý không chỉ ghi dấu với chất giọng miền Nam ngọt ngào truyền cảm, nữ biên tập viên còn được khán giả yêu thích nhờ sự duyên dáng, phong cách thời trang vừa cá tính vừa sành điệu, và đương nhiên là cả nhan sắc xinh đẹp. Mới đây, trên trang cá nhân của mình biên tập viên Hoài Anh đã khoe nhan sắc trong loạt ảnh selfie mới nhất cùng với caption thứ bảy, xong một bản tin, tự ngồi ngắm mình, nhìn Hoài Anh, không ít người bất ngờ khi thấy nữ biên tập viên đã 40 tuổi rồi, bởi trong cô vẫn như thời mới lên sóng thời sự. Hàng loạt bình luận khen ngợi xuất hiện phía dưới bài đăng của nữ biên tập viên, chị đẹp và dễ thương, xinh dịu hiền lắm em ơi. Bao năm mà chị vẫn trẻ và đẹp như vậy, chị càng ngày càng trẻ luôn đó trời, sinh năm 1980, tức là năm nay đã 40 tuổi thế, nhưng biên tập viên Hoài Anh vẫn luôn khiến người khác phải trầm trồ mỗi lần khoe ảnh. Vẻ đẹp mặn mà, cuốn hút, giàu năng lượng của Hoài Anh tuy khác với hình ảnh chỉnh chu trên sóng truyền hình, nhưng vẫn đủ thu hút mọi ánh nhìn khi đứng cạnh những nhân vật kém mình tận 17 tuổi như Alan Phạm Vũ Thanh Quỳnh. Nhìn Hoài Anh vẫn như thể bạn bè, chứ không hề có cách biệt nào về tuổi tác. Sau bao năm trôi qua, bà mẹ một con Hoài Anh ngày càng nhận sắc, dường như thời gian đã bỏ quên nhan sắc của cô. Thậm chí khi diện áo dài trắng, cư dân mạng còn khen cô trông chỉ như thiếu nữ 19-20 tuổi, thỉnh thoảng. Hoài Anh cũng thay đổi sang phong cách sang chảnh, khi thì cá tính. Nhưng dù ở phong cách nào, thì nữ biên tập viên vẫn cân được nhờ ngoại hình xinh đẹp khiến công chúng khen hoài không biết chán. Hoài anh rất đa dạng trong phong cách, khi vừa có thể diện áo dài nền nã, nữ tính, lại vừa sang trọng, cá tính, khi diện trang phục sành điệu, hợp mốt. Dù lựa chọn phong cách nào, nhan sắc của cô vẫn khiến công chúng phải khen ngợi mãi không thôi. Bích Thảo T H